Cho nên là khi mà mình tới đây, rồi cái thầy giúp cho mình trong thời gian là 3 tháng. Sau 3 tháng đó thì mình về nhà, mình sẽ tự chăm sóc sức khỏe của mình. Đó, thì mình phải chú ý tới cái vấn đề ăn uống và ngủ nghỉ sinh hoạt đó. Thầy nói lại những cái trọng tâm trước của những buổi trước nha. Thì cái trọng tâm đầu tiên đó là mình nhớ là khi mà mình mắc căn bệnh ung thư nè, ung thư là mình đang điều trị nha, mình phải điều trị tây y. Thì cái đầu tiên là điều trị đối chứng. Khi mình mắc căn bệnh ung thư là mình phải điều trị đối chứng. Điều trị đối chứng là sao? Xạ trị, hóa trị, phẫu thuật hoặc là hỗ trợ điều trị y học cổ truyền đó đều là phương pháp điều trị đối chứng. Ở đây là thấp nhất nha, cái tầng thấp nhất. Cái tầng cao hơn chút đó, hai nè, là ngừa bệnh. Khi mà mình ở đây mình điều trị tây y hoặc là y học cổ truyền xong, mình ổn định sức khỏe, ổn định về cái tình trạng sức khỏe của mình á, trước căn bệnh ung thư đó, thì về nhà mình sẽ ngừa cho nó đừng tái phát. Đó, nhớ nha, mục tiêu của cái việc mà hỗ trợ điều trị ở đây, sau khi mình về nhà là mình làm sao để cho cái bệnh ung thư của mình nè mà nó đừng tái phát á. Thì cái này không ai mà có thể biết được, ví dụ như có khi về nhà mình ăn uống không kỹ cái bắt đầu nó tái phát lên ở những cơ quan khác. Thì cái mục tiêu cao hơn cái vấn đề điều trị đối chứng là mục tiêu phải ngừa bệnh, đừng cho nó tái phát. Rồi đi cao hơn một chút đó là chủ động bảo vệ sức khỏe. Đó, trên cái vấn đề ngừa bệnh hay là chủ động bảo vệ sức khỏe là mình sẽ khỏe hoài, nó không có bị bệnh. Khi mà cơ thể trong trạng thái khỏe mạnh thì những cái căn bệnh đó, nó sẽ không có cơ hội nó đến với mình. Thì mình phải để đạt được cái chủ động này nè, cơ thể mình phải kiềm nha, cơ thể kiềm là điều đầu tiên để đảm bảo cho mình được khỏe mạnh. Và cái thứ hai là phải vận động, phải hít thở, tập hít thở và chế độ dinh dưỡng nó phải tốt đó. Còn cái trên cùng là tích lũy kiến thức. Cho dù là mình làm công việc gì đi chăng nữa đó, thì cái trọng tâm của mình là mình phải tích lũy kiến thức để bảo vệ sức khỏe. Kiến thức về dinh dưỡng, kiến thức về tập hít thở hoặc là vận động như thế nào cho nó phù hợp á, thì cái quan trọng nhất là mình phải tích lũy kiến thức. Bên cạnh mình đi làm công việc của mình, thì mình phải tích lũy cho mình những cái kiến thức để bảo vệ sức khỏe. Thì cái này mình phải tập trung, mình đọc báo nè, hoặc là mình coi những cái chương trình trên YouTube mà các bác sĩ hướng dẫn cho mình về cái chế độ dinh dưỡng, hoặc là mình coi trên internet đó, mình sẽ tích lũy. Cái này thì cần phải thời gian để chắt lọc nha. Rồi, đó là bốn cái bước mình đặt ra mục tiêu cho mình nha. Các bệnh nhân mình phải đặt mục tiêu cho mình. Đầu tiên là mình đi điều trị. Đó, điều trị xong về nhà ổn định thì mình phải ngừa được căn bệnh của mình. Ngừa được căn bệnh rồi, về lâu về dài đó, giữ được sức khỏe tốt, làm sao mình khỏe mạnh hoài. Đó, và để khỏe mạnh hoài thì mình cao nhất là mình phải tích lũy kiến thức. Đó là bốn cái bước mà mình phải luôn ghi nhớ nha. Rồi bây giờ nè, cái điều trị đối chứng nè, ở đây á các thầy giúp cho mỗi bệnh nhân là 3 tháng nè.
trung bình là 3 tháng. À, bệnh nhân ở đây với các thầy 3 tháng. Thì trong 3 tháng này các thầy sẽ chăm sóc mỗi ngày, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe, châm cứu bấm huyệt gì đó, rồi hướng dẫn cách ăn uống. Đó là mình ăn uống theo đúng cái lộ trình ở đây các thầy đưa ra. Có cái tháp dinh dưỡng, có cái chế độ ăn cháo nano. Mình phải nắm vững nha. Nắm vững cái kiến thức ở đây nè, các thầy cung cấp cho mình á. Rồi, mình về nhà mình tự tin nắm kiến thức. Về nhà mình tự tin mình áp dụng cái phương pháp cháo nano, thảo dược nano nha. Đó. Đó là cái nội dung chính của những cái buổi hôm trước. Bây giờ thầy sẽ nói về cái hôm nay thầy nói về cái ăn uống của mình như thế nào dựa trên thầy đợt rồi đó, cái tuần vừa rồi đó thầy nói về cái cách mà mình kiểm tra để mình biết coi là cái sức khỏe của mình á, cái bệnh căn bệnh ung thư á, nó cái kích thước khối u nè, đó cái kích thước khối u nè, T nè, N nè, M nè, đó mình xác định cái khối u nó bao lớn, nó có di căn hạch hay không, nó có di căn xa hay không. Đó thì ở đây thì chắc có lẽ những bệnh nhân về nhà cũng có coi qua những cái này rồi đó. À, nếu như không biết thì hỏi lại nha, cái kích thước là như thế nào, rồi cái hạch nó di căn tới đâu, hoặc là có di căn xa hay chưa. Mình dựa vào cái này nè mình mới điều chỉnh cái chế độ ăn của mình. Đó là cái nội dung của tuần vừa rồi. Còn bây giờ hôm nay nè, thầy sẽ nói về cái nội dung kế tiếp, đó là dựa trên kết quả cận lâm sàng. Đó. Dựa trên kết quả cận lâm sàng nha. Thì dựa trên kết quả cận lâm sàng là những cái giấy kết quả mà mình đi khám bệnh tại bệnh viện đó. Mình có cái giấy kết quả đó rồi, mình dựa trên cái giấy kết quả đó mình điều chỉnh cái chế độ ăn của mình. Đó. Rồi có ai đem theo hồ sơ không? Bữa nay có ai có hồ sơ không? Có giấy hồ sơ mang theo không? Không có, đây lát thầy lấy cái mẫu của thầy. Rồi bây giờ cho thầy biết cái bệnh ung thư nha. Ví dụ như bác đi. À, bác tên gì? Bác Đăng. Ca phổi nè. À, rồi tiếp tục. Ung thư gì? Ung thư dưới thực quản. Dưới thực quản hả? 1/3 dưới thực quản hả? Dạ. Cái thực quản trên hay thực quản giữa? Dưới. Giữa không? Dạ. Dưới thực quản. Tên gì? Lê Thành Tính. Anh Chú Tính. Rồi thêm đi, để lấy ví dụ, cô đi. Cô Hoài ha. Rồi, bây giờ thầy lấy 3 ví dụ nha. Bây giờ ca phổi nè, ca dưới trực thực quản nè, và ca trực tràng nha. Bây giờ mình dựa vào cận lâm sàng như thế nào để mình xác định được cái chế độ ăn của mình. Bây giờ trường hợp đầu tiên nha, thầy lấy về ca phổi đi. Ở đây sẽ có nhiều trường hợp tương tự vậy đó, thì ai muốn thầy giải thích thì thầy sẽ đưa ra ví dụ và thầy giải thích. Ca phổi là sử dụng cho cái từ chung. Thường thì cái mã ICD của ca phổi á, nó là C34. À, C34 là cái mã ICD của cái bệnh lý này. Thì trong trường hợp ca phổi nó có nhiều dạng lắm nha. Ung thư phế quản và phổi nè, hoặc là ung thư ngay cái vị trí phổi, tế bào kiểm tra ra có thể là tế bào nhỏ hoặc là tế bào không nhỏ. Ung thư phổi. À, tế bào nhỏ.
ung thư phổi, tế bào không nhỏ, khi mà bác sĩ đi làm sinh thiết cho mình á, bác sĩ sẽ lấy cái mẫu mô tế bào ra làm sinh thiết, bác sĩ sẽ kết luận là đó là dạng ung thư tế bào nhỏ. Ung thư tế bào nhỏ là sao? Là những cái tế bào trong cái mô phổi đó là dạng tế bào nhỏ, nó nhỏ vậy. Còn những dạng ung thư khác, ví dụ như ung thư phổi tế bào không nhỏ, là những cái nhóm mô có những cái tế bào lớn hơn. Đó là hai cái loại này khác nhau nè. Cho nên là khi mà mình mắc căn bệnh ung thư phổi á, thì bác sĩ sẽ kết luận là mình có tế bào nhỏ hay là tế bào không nhỏ, là mình mắc cái nhóm bệnh ung thư này hay là mắc nhóm bệnh ung thư này. Đó, thì nó sẽ có hai cái kết quả khác nhau. NSE là kiểm tra của dấu ấn ung thư phổi tế bào không nhỏ, còn tế bào không nhỏ là xếp ra 21-1. Khi mà mình đi khám bệnh á, bác sĩ sẽ xét nghiệm máu cho mình. Nếu như mà mình bị mắc ung thư tế bào không nhỏ thì bác sĩ sẽ kiểm tra NSE và CEA. CEA. Còn nếu như mà mình mắc bệnh ung thư tế bào không nhỏ sẽ kiểm tra cái SIPRA này với CEA, hai cái chỉ số đó. Nhưng mà nhớ nha, lưu ý giùm thầy nha, những cái chỉ số dấu ấn ung thư á dùng để tầm soát sớm căn bệnh ung thư thôi, tầm soát sớm căn bệnh ung thư thôi, chứ không kết luận là mình hết bệnh ung thư hoặc là lành tính nha. Tại vì cái ngày đầu tiên mà mình vô đây á, tất cả các bệnh nhân á nè, bệnh ca phổi nè, ca thực quản nè, ca trực tràng nè, là đều phải thông qua sinh thiết. Đó, sinh thiết là cái chuẩn vàng để đánh giá được mình có mắc bệnh ung thư hay không. Đó, cho nên là khi mà mình hỗ trợ điều trị ở đây sau 90 ngày. Đó, 90 ngày. Thì để nguyên tắc để mình kiểm tra được sức khỏe đó, mình khẳng định cái ca nó có bớt hay không á, thì hồi trước á, cha Phêrô của Nhân Tường á cho bệnh nhân đi làm sinh thiết lại ở chỗ đó, coi nó có bị còn có lành tính hay ác tính á, thì cho nên cha mới nói là tế bào ung thư ác tính hay lành tính. Nhưng mà giờ ít có khi nào mà sử dụng cái sinh thiết lại lắm, tại can thiệp sinh thiết nó rất là nguy hiểm, có khi thì nó rất là khó để mà làm, và là mình đã có bệnh ung thư rồi, mình xác định bệnh ung thư rồi, đâu còn làm sinh thiết là chi nữa. Nhưng mà mình sẽ dựa trên những cái dấu ấn này nè, để làm chi, để mình đánh giá coi những cái này nè nó có tăng hay nó giảm. Ví dụ như xếp ra đi, nó cho phép là trong ngưỡng 3.3 đó, mà nếu mình cái chỉ số của mình á mà nó ra là 7 là nó cao hơn 3.3 nè. Rồi 3 tháng rồi 4 tháng mình kiểm tra chỉ số này nó giảm xuống còn 6 chấm à, hoặc là 5 chấm gì đó à, hoặc là nó nằm trong ngưỡng cho phép luôn là 1 à. Thì mình thấy như vậy đó là mình biết cái bệnh lý của mình đang ổn định nha, ung thư đang ổn định chứ không phải là lành tính nha. Nhớ nha, đừng có hiểu sai cái khái niệm Tây y, là mình thấy cái chỉ số này nè, chỉ số mà xét nghiệm máu ra đó, mình kiểm tra cái chỉ số dưỡng xếp ra 21-1 nè, CEA nè, mình thấy nó chỉ số có 1 thôi, mình nói lành tính, nó ung thư ác tính thành lành tính. Ác tính thành lành tính. Ác tính thành lành tính là sai nha. Tại vì không có khái niệm ác tính thành lành tính. Nhưng mà tại vì sao trước cha nói được ác tính thành lành tính, là tại vì cha đã qua sinh thiết lại lần nữa. Ví dụ ngay ngày đầu tiên mình vô đây khám bệnh nè, mình đi làm sinh thiết rồi, nhưng mà kết quả mà là sau 90 ngày đi khám á, mình đi lên bệnh viện mình làm sinh thiết lại lần nữa, mình ra kết quả là không thấy ác tính. Ác tính trên mẫu thử này đó. Mình sinh thiết lần đầu rồi ra ung thư, nhưng mà lần thứ hai mình đi làm
xin thiết lại lần nữa, sau khi ở đây hỗ trợ điều trị 3 tháng nè, rồi mình đi làm, mình có được kết quả không thấy ác tính trên mẫu thử này. Trên mẫu thử này có nghĩa là lấy cái mẫu đó đi kiểm tra là không thấy ác tính, nhưng mà lần sau lấy cái mẫu khác ra có thể là ác tính đó. À, cho nên là cha sử dụng là từ ác tính thành lành tính trong một dấu hoặc kép. À, còn bản thân mình không dựa trên cái này để mà mình xác định lành tính nha. Vậy thì sao? Thì đặt trường hợp nha, ví dụ như mình đi khám bệnh về, à, hôm nay ở đây nè có các thầy hỗ trợ cho mình về cách ăn uống, thì cứ việc mạnh dạn hỏi các thầy, tôi ăn sao, ăn sao. Nhưng khi mình về nhà rồi đó, mình điều trị ở đây nè, hỗ trợ điều trị nè, được 60 ngày. Khi mình ở đây được 60 ngày là các thầy sẽ cho mình đi khám tại các bệnh viện, ví dụ như Thiên Ân hoặc là đi thành phố thì có Hòa Hảo, Đại học Y Dược, rồi Chợ Rẫy, Ung Bướu. Đó, 60 ngày để làm gì? Để kiểm tra xem cái cận lâm sàng á, cái xét nghiệm máu nè, cái X quang nè, cái siêu âm nè, MRI, CT gì đó, để đánh giá coi sức khỏe của mình lúc đó như thế nào. Rồi trong cái tháng cuối cùng á, là cái trước cái thời gian là 90 ngày đó, là các thầy sẽ điều chỉnh cái chế độ ăn đó tại đây trong tháng cuối đó. Rồi sau tới 90 ngày sẽ cho đi khám lại một lần nữa, và khám đó nó sẽ cho ra kết quả, ví dụ như âm tính đi, âm tính đó. Nếu mà tế bào ung thư phổi nè, tế bào nhỏ là bộ chỉ số này ra âm tính, còn ung thư phổi tế bào không nhỏ ra bộ chỉ số này âm tính đó. Âm tính thì lúc đó mình xem coi cái khối u có giảm hay không. Ví dụ như trên cái kết quả của X quang phổi á, cái hình phim phổi đó, là coi cái khối u nó có giảm không. Nếu mà nó giảm á, nó giảm ở cái ngưỡng tốt á, thì lúc đó mình về nhà mình ăn thêm những loại, ví dụ như là cơm, bún, phở, hủ tiếu thì có thể mình ăn thêm. Còn nếu như mà cái khối u á mà nó giảm còn to y như cái ngày mà mình vào đây đó, thì mình phải chú ý tới chế độ ăn, là mình phải tập trung ăn cháo tiếp tục, chứ mình đừng có ý về nhà mình ăn này ăn kia nha, đặc biệt là đạm động vật. Khi mà kiểm tra ra âm tính nè, âm tính hết à, nhiều người nghĩ là mình âm tính như vậy là mình ung thư ác tính thành lành tính, không có đâu. Ví dụ như những bệnh nhân vào đây nè, khi vào đây nè mình mắc bệnh ung thư phổi nè, ca phổi nè, mã ICD nè, C34 nè đó, kiểm tra dấu ấn ung thư, cái khối u thì có đó, cái khối u nó có đó nè, cái khối u nè trong hình phim phổi nè có khối u nè, khối đông đặc hoặc là thả bóng gì đó, ung thư tổn thương rải rác gì đó, nhưng mà bản thân đi xét nghiệm máu ra âm tính sẵn đó, thấy chưa, âm tính sẵn thì chữa một thời gian gọi là ung thư ác tính thành lành tính là không đúng, cái đó là sai. Mà khi sai vậy đó là mình bản thân mình bị nhầm lẫn, mình tưởng là mình về nhà mình lành tính rồi, mình đè mình ăn thịt động vật lại là bắt đầu cái bệnh nó tái phát, nó gì càng xa hơn. Cho nên mình phải cẩn thận nha. Hôm nay thầy chỉ gì mình nhớ, mình đang có khối u ung thư nè, cho là mình đi khám xét nghiệm máu kiểm tra những chỉ số này âm tính đó, nhưng mà không phải như vậy là mình lành tính đâu. Mình đừng có tưởng mình hết bệnh ung thư, mình tưởng như vậy là mình về nhà mình sẽ y mình vẫn còn bệnh đó. Mà còn bệnh như vậy đó, khi nào cái khối u này mà kiểm tra lần sau mà nó mất tiêu luôn, không thấy luôn á, thì mình mới tự tin được. Còn nếu nó còn khối u á mà nó âm tính chỉ số này nè, thì về nhà cố gắng vẫn ăn cháo giúp cho thầy ăn cháo nano á, ở đây các thầy hướng dẫn rồi đó, cái cách phương pháp nấu cháo đó mình vẫn tiếp tục mình ăn. Còn ví dụ như khi mà mình về nhà rồi đó, mà mình di chuyển nhiều, mình đi tới đi lui, mình buôn bán, thì đôi khi ở nhà mà mình đâu phải mình có ngồi chỗ đâu có khi mình phải phụ việc nhà nữa, ở đây ngồi chỗ chứ về nhà là không ngồi chỗ. Ở nhà có công việc này công việc kia, mình phải sang tay cho mình làm, bệnh thì bệnh nhưng làm thì vẫn làm. Thì khi mình làm vậy đó, mình tính được coi mình làm nhiều hay làm ít, mình làm nhẹ chứ không phải làm việc nặng, nhưng mà mình vẫn mất năng lượng, mình cần phải ăn uống nạp vô. Thì cái cử trưa đó thì mình sẽ ăn thêm cơm,
để cho có năng lượng. Về nhà đó, thầy. Đúng rồi, về nhà đó. Ở đây đâu được. Ở đây không được nha. Lưu ý nha. Thầy đang nói là khi về nhà nha. Chứ nghe thầy nói hôm nay cho ăn cơm buổi trưa cái sớm nhau ngày mai ăn cơm hết buổi trưa cái là không được. Thầy đang nói là khi mà mình kiểm tra ra sức khỏe mình tốt rồi đó, nó khối u không thấy á, kiểm tra không thấy đó, thì về nhà mình có thể ăn cơm từ từ lại. Còn nếu như mình còn khối u đó, ví dụ như mình về mình đi xét nghiệm máu nè, sau 60 ngày nè, 90 ngày kiểm tra ra âm tính những cái chỉ số này nè đó, thì mình về nhà mình tiếp tục mình ăn cháo, nó có khối u, nó còn khối u mà làm sao đã mất khối u đâu mà nói mình lành tính, đã sinh thiết đâu lành tính, đúng không? Mình xét nghiệm máu làm sao kết dám kết luận lành tính được, xét nghiệm máu không thể kết luận lành tính được, mà quan niệm Tây y cũng không có cái khái niệm là ung thư ác tính hay lành tính, mà là ổn thôi, bệnh ổn. À, ổn là nói sao, nó không có hoạt động, cái tế bào ung thư nó nằm im đó, thì nằm im đó mình đang khống chế tốt đó, thì về nhà cố gắng ăn uống tiếp đi đẩy lùi. Ăn gì đó, những thực phẩm kiềm nè, đây rau xanh trái cây, rau xanh trái cây nó chính là kiềm tự nhiên đó. Bây giờ về nhà mà mình, nếu mà mình có điều kiện đó, thì mình lắp cái máy nước kiềm, còn nếu không có điều kiện đó thì mình uống nước tinh khiết cũng được, nhưng mà bù lại mình tăng cái rau xanh trái cây lên. Rau xanh trái cây là tính kiềm tự nhiên nè, tất cả rau xanh trái cây đều là kiềm hết á, kiềm tự nhiên, cơ thể mình rất là phù hợp với những loại đó, cho nên mình cứ mạnh dạn mình ăn, đổi qua nay ăn rau này mốt ăn rau kia, ăn càng nhiều rau càng tốt. Còn nếu mà mình trường hợp mình ăn không được á thì mình ép ra lấy nước uống, ví dụ như ung thư gan thì khó ăn, nhiều khi ca gan mà tiêu hóa đâu được đâu, ăn vô nó lình xình bao tử nó không tiêu à, thì phải ép ra nước uống. Khúc này hiểu chưa? Khúc này thầy nói gì hiểu chưa? Thầy nói là về nhà đó, còn ở đây là mình ăn rau xanh trái cây được nè. Khi mình ở đây nè, tất cả bệnh nhân mà đang ở đây đó thì mình sẽ ăn cháo nano ha, ăn cháo nano nè. Viết cái bản này hơi viết quá trời, không còn chỗ ghi luôn. Ăn cháo nano nè, uống thảo dược nè, thảo dược ở đây nha. Khi mình ở đây là mình ăn cháo nano nè, mình uống thảo dược nè, mình ăn kèm với cái tháp dinh dưỡng nè, rau xanh trái cây nè. Cái tháp dinh dưỡng này sẽ do hai thầy, thầy Quý, thầy Tiến sẽ hướng dẫn thêm từng người một cái chế độ ăn rau xanh trái cây đó. Còn khi về nhà đó mà mình dựa trên cái kết quả này nè, tại vì hồi nãy giờ thầy nói là dựa trên cái kết quả mình kiểm tra coi mình âm tính hay mình dương tính. Còn nếu như mà bản thân mình dương tính á, dương tính thì sao? Ví dụ như những chỉ số này nè, dương tính á thì mình vẫn ở đây tiếp tục. Nếu mình có thời gian thì mình đăng ký lại. Còn nếu không có thời gian thì các thầy sẽ cho mình về, nhưng mà mình dương tính là mình đang trong tình trạng nặng. Này còn đang nặng. Còn mình âm tính là mình nhẹ hơn chút. Có khi mình mới vô là mình đã nhẹ sẵn. Thì khi mà vô đây thì đang âm tính, cái ngày cuối cùng cũng âm tính nữa là tốt. Và ngày đầu tiên mà nếu mà dương tính á, ngày cuối cùng ra âm tính thì quá tốt. Nó chuyển từ âm tính, dương tính sang âm tính là quá tốt. À, còn nếu mà còn dương tính thì vẫn còn tiếp tục nha. Lúc đó nó đang cái bệnh nó đang làm dữ mình á. Đi thử máu được rồi này. Dạ, cái này xét nghiệm máu quá. Dạ. Xét nghiệm ở đâu cũng được hay là? À, bắt đầu từ bệnh viện tỉnh đổ lên là tốt nhất. Ví dụ như bệnh viện tỉnh Trà Vinh, bệnh viện Thiên Ân, phòng xét nghiệm tư nó ít khi nào nó sử dụng những cái này lắm. Máu tế bào ung thư không? Đây là miễn dịch, cái này là miễn dịch. Ví dụ như bác trình bày với bác sĩ á, bác nói bác sĩ tôi hồi trước tôi mắc bệnh ung thư, rồi hôm nay tôi muốn lên đây tôi kiểm tra sức khỏe tôi như thế nào, thì bác sĩ sẽ cho ra những cái bộ chỉ số này nè, cái này là miễn dịch, xét nghiệm miễn dịch. Dạ, bác cứ trình bày ra, ví dụ bác mang cái hồ sơ bệnh án, bác lên bác kiểm tra. Xét nghiệm máu thì thông thường thì 1 tháng rưỡi tới 3 tháng là kiểm tra được rồi. Kiểm tra cái này để mình theo dõi đó.
Tại vì thường xuyên á là mình kiểm tra, mình theo dõi những cái bộ chỉ số này nè, cho nó tăng giảm sao. Hồ sơ bệnh án mình có hết rồi đó. Ở đây bệnh nhân mình giữ hồ sơ gốc á, mình mắc bệnh ung thư rồi thì mình phải thường xuyên mình đi kiểm tra định kỳ, kiểm tra sức khỏe mình, rồi về nhà mình dựa vào đó để mình ăn uống đó. Thì thầy lấy ví dụ đó là ca phổi nó là vậy đó. Ca phổi thì nó có hai dạng chính nè, ung thư tế bào nhỏ và ung thư tế bào không nhỏ đó. Thì hai cái dạng khác nhau thì nó sẽ cho ra bộ chỉ số khác nhau, mà cho ra bộ chỉ số khác nhau thì mình coi có âm tính không, kiểm tra có âm tính không. Nếu âm tính thì mình có thể mình yên tâm hơn chút, mình về nhà mình cố gắng mình giữ. Còn nếu dương tính là nó đang làm giữ mình á, bệnh lý á, thì cái này là cần các sự can thiệp của các thầy thuốc, của bác sĩ nè. Còn cái này thì yên tâm hơn chút, mình cần theo dõi thôi. Với âm tính nè thì mình chỉ cần theo dõi thôi. Thông thường thì bệnh nhân ung thư thì tới bác sĩ điều trị, ví dụ như ca phổi đi, tới bệnh viện bác sĩ sẽ cho kiểm tra xong rồi bác sĩ sẽ, thường thì cái khối u đó nếu mà nó nhỏ xíu á, ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 á, mà phẫu thuật nội soi được, bác sĩ sẽ làm, cắt bỏ đi. Còn nếu như nó đã lớn rồi á, thì thường là bác sĩ sẽ sử dụng cái phương pháp mà xạ trị hoặc là hóa, di căn xa thì hóa trị luôn. Đó rồi, hoặc là kiểm tra cái đột biến gen á, kiểm tra đột biến gen coi có phải đột biến không, dạng đột biến không. Nếu đột biến thì uống thuốc trúng đích á. Còn ở đây thì các thầy sử dụng y học cổ truyền thì sử dụng các loại thuốc thảo dược với phương pháp ăn cháo đó. Thì thời gian cho dù là phương pháp nào đi chăng nữa, mình vẫn phải đi khám để mình xem rằng mình biết được cái tăng giảm như thế nào, đang về nhà mình điều chỉnh. Đúng rồi, xét nghiệm máu nha. Rồi thầy nói về trường hợp ca phổi rồi, xong rồi đó. Ai lên bôi bản giùm thầy cái. Rồi bôi hết thì thầy sẽ nói chừa lại cho đây khúc này thôi, chừa lại ô này. Rồi không sao đâu, lát viết này. Thì thầy tiếp theo thầy nói về cái ví dụ kế tiếp là ung thư dưới thực quản. Thì không phải bệnh nào cũng có cái dấu ấn ung thư nha, không phải bệnh lý nào cũng có dấu ấn ung thư, cũng xét nghiệm máu cái kết quả ung thư hết á, nó cái khác. Ví dụ như thực quản thì không có dấu ấn ung thư của thực quản, chỉ có một số cái có thôi, ví dụ như phổi có nè, gan có nè, cổ buồng trứng có nè, dạ dày có nè, đó là những cái đó có, trực tràng, đại tràng đồ đó gì có nè. Nhưng mà cái dưới thực quản á, đây là ví dụ nè, cái ca dưới thực quản nha. Bây giờ nè, ca dưới thực quản ha, hồi nãy là giờ thầy ví dụ ca phổi rồi đó. Bây giờ cái kế tiếp nè, ca dưới thực quản nè. Vậy thì dựa trên cận lâm sàng như thế nào? Cận lâm sàng nè, cái lâm sàng á, lâm sàng là khám trực tiếp. Ví dụ như các thầy thuốc ở đây khám bệnh cho bệnh nhân, đối diện với bệnh nhân, nói chuyện qua lại, trao đổi đo huyết áp, cái đó gọi là khám lâm sàng, là khám trực tiếp. Còn cận lâm sàng là dựa trên các thiết bị máy móc á, ví dụ như mình xét nghiệm máu nè, siêu âm nè, chụp X quang nè, CT, MRI, tất cả những giấy tờ đó là cận lâm sàng đó. Những giấy tờ mình đi khám tại bệnh viện đó, nó gọi là cận lâm sàng đó. Đó. Thì lâm sàng là các thầy khám nè, còn cận lâm sàng là cái mà mình đi khám bệnh tại bệnh viện đó. Thì bây giờ nè, cái ví dụ kế tiếp nè, dưới thực quản. Bây giờ cái dưới thực quản là không có dấu ấn ung thư. Ở đây này rất là nhiều bệnh nhân là không có dấu ấn ung thư để kiểm tra. Thì bây giờ làm sao để mình đánh giá được những cái dạng này không có dấu ấn ung thư. Cái dạng này là có dấu ấn ung thư nè, ca phổi có nè, trực tràng có nè. Trực tràng ví dụ như lấy cái chỉ số CA19.9 CEA đó. Rồi cái gan là cái AFB đó. AFB là của cái gan nha. Còn nếu như mà cái gan mà nó đi sâu hơn một chút nữa, ví dụ như ca gan đi đó. Bệnh nhân ung thư có ca gan, ở đây có ai ca gan không? Rồi bác ca gan, ai nữa? Ai ca gan nữa? Rồi anh
Rồi bây giờ cho thầy biết tên đi. Hả? Bác Hưng ha. Rồi bác Hưng. Bác Hưng. Đó, bác Hưng là ca gan nè. Ca phổi nó có dấu ấn ung thư, ca trực tràng có dấu ấn ung thư, ca gan có dấu ấn ung thư. Ca gan dấu ấn ung thư là AFB gan. Đó. Còn trực tràng là có chỉ số CA19.9. Đó. Còn ca phổi nó có hai dạng NSE là dấu ấn ung thư tế bào không tế bào nhỏ còn không nhỏ là SIPRA 21-1. À. Còn cái này là không có nè. À, không có ca gan nè. Bên cạnh cái AFB gan nè, nó còn hai chỉ số khác nữa là AFB L3 và BIVKA2. À, cái bộ này là bộ chung hết nha, bộ chung hết ba chỉ số này luôn nè, gọi là HCC. Ca gan á, thông thường ca gan á có những trường hợp là sinh thiết được, cắt cái mẫu mô ra đó lấy sinh thiết. Có những trường hợp ca gan không lấy sinh thiết được, ví dụ như không có khối u trong đó, nhưng bác sĩ sẽ không thể nào lấy sinh thiết được, thì bác sĩ sẽ thông qua cái kiểm tra để xác định có HCC hay không, dựa trên cái hình ảnh tin á, ví dụ như chụp chiếu MRI hoặc CT đó, rồi viêm gan đó. Viêm gan rồi AFB gan đó, ba cái này nè để kết luận coi người đó có bị HCC không. Mà HCC gan là xác định ung thư gan mà không cần phải làm sinh thiết, còn nếu không thì phải cắt mô đó. Thì trong trường hợp này nè, với trường hợp này nè, là có dấu ấn ung thư để mình theo dõi. Ví dụ về nhà các bác các cô á, là mình kiểm tra, mình đi khám bệnh tại bệnh viện đó, mình xin bác sĩ là xét nghiệm máu, mình kiểm tra những cái này nè, những cái này gọi là dấu ấn ung thư nha. Thể mà mình mắc cái những căn bệnh dạng vậy nè, bác sĩ thì sẽ cho mình khám xét nghiệm máu, bên cạnh công thức máu sinh hóa máu gì đó thì bác sĩ sẽ cho làm thêm cái dấu ấn ung thư nữa. Dấu ấn ung thư là mấy chỉ số này nè, đó, mấy chỉ số này nè, để mình coi dương tính hay âm tính. Nếu mà dương tính á, là mình biết mình đang trong tình trạng nặng thì mình điều trị tiếp, kể cả âm tính cũng vậy. Thì thầy nói vấn đề mà mắc bệnh ung thư rồi, ung thư thì mình phải điều trị tây y nha. Đó. ngành y tế quy định là mình mắc bệnh ung thư là mình phải điều trị tây y. Mình tới bệnh viện, mình gặp bác sĩ để bác sĩ phẫu thuật, xạ trị gì đó. Chừng nào mà mình không có điều kiện, ví dụ như không có kinh phí, hoặc là mình không đáp ứng được á, thuốc mạnh quá, vô quá chất không được, bác sĩ trả về đó, thì ở đây thì sử dụng phương pháp y học cổ truyền để hỗ trợ điều trị. Đó. Phương pháp y học cổ truyền để hỗ trợ điều trị. Thì tất cả các cô các bác ở đây nè, mình đang là sử dụng phương pháp hỗ trợ điều trị đó. Còn các thầy vẫn khuyến nghị bệnh nhân điều trị phương pháp tây, kể ngành y cũng vậy, ngành y phải yêu cầu mình làm đó. Chừng nào mình không có thể làm được đó, thì mình mới áp dụng phương pháp này. Hả? Thì khi áp dụng phương pháp này nè, 60 ngày 90 ngày mình về nhà, mình đi khám bệnh, mình nhớ mình kiểm tra những cái chỉ số này nè, cái hồ sơ bệnh án mình có rồi đó, các thầy có kiểm tra 60 ngày với 90 ngày rồi đó. Về nhà thì cứ 3 tháng mình định kỳ mình kiểm tra 1 lần, mình xem coi cái dấu ấn ung thư của mình coi có không. Còn riêng trường hợp nào không có thì mình kiểm tra cái khác. Cái trường hợp mà không có là mình chịu, mình kiểm tra những cái lân cận á,
chứ không có dấu ấn thư dành cho những dạng này đó. Ví dụ những dạng nào mà không có cái dấu ấn thư thì thầy liệt kê luôn nha, liệt kê một vài cái không có dấu ấn thư nha. Thực quản là không có nè, thực quản là không có dấu ấn thư nè. Rồi những cái bệnh lý về ung thư máu nè, ung thư máu thì không có dấu ung thư nha, ung thư máu, sắc rơm nữa, dạng sắc rơm, sắc coma đó, sắc rơm là không có dấu ung thư, thực quản không có nè, máu không có nè, sắc rơm không có nè. Rồi cổ tử cung. Cổ tử cung không có nè. Ung thư da là SCC. Đây là dấu ung thư da. Vậy. Thì bây giờ những trường hợp mà có dấu ấn ung thư thì đi xét nghiệm những cái chỉ số dấu ấn ung thư. Còn nếu như không có dấu ấn ung thư thì mình sẽ kiểm tra những cái lân cận. Cái này là thầy, mục tiêu của thầy không phải là mình đi kiểm tra để mà mình điều trị Tây y nha, mà tại vì mình đã không còn điều trị Tây y được nữa đó, thì mình kiểm tra những cái này nè, mục đích để làm gì là để mình áp dụng cái này nè. Chứ cái nhiệm vụ của cái này là bác sĩ người ta làm. Ê, xin lỗi, kiểm tra những cái này nè là để cho những bác sĩ điều trị cho mình, bác sĩ mới cần những cái dấu ấn này. Còn riêng mình là tại sao bệnh nhân mình phải làm là để mình theo dõi sức khỏe của mình ở nhà và để mình áp dụng ăn uống đó, cái mục tiêu khác nhau. Thì cái này ở Việt Nam mình rất là dễ làm, mình đăng ký dịch vụ mà mình đi làm được. Vậy thì mình kiểm tra những cái đó là để mình áp dụng ăn uống nha. Đó, mình theo dõi những cái này để mình áp dụng ăn uống. Rồi thầy nói về những cái không có đi ha, bây giờ có rồi thì thầy nói rồi, còn cái gì không có đi. Ví dụ những trường hợp như ca thực quản nè là không có nè. Hả? Trực tràng hả? Rồi, trực tràng là CA19.9. Cái chỉ số CA19.9 này kiểm tra ung thư trực tràng, đại tràng. Trực tràng, đại tràng, tụy. Hả? Tuyến tụy đó là ung thư trực tràng, đại tràng, là kiểm tra thường xuyên, là kiểm tra có cái bộ chỉ số CA19.9 này vô. Bên cạnh đó thì mình làm thêm cái CRA nữa. Thường hai chỉ số này chỉ số phụ nè, số này chỉ số chính nè. Còn ung thư thực quản á, thì không có. Ung thư máu không có, sắc rơm không có, cổ tử cung không có. Vậy thì những cái đó làm sao? Mình dựa vào cái gì? Bây giờ những trường hợp mà có rồi thì mình làm những chỉ số đó. Còn những trường hợp không có đó thì mình vẫn phải xét nghiệm máu nha. Xét nghiệm máu cũng dựa trên xét nghiệm máu, nhưng mà bên cạnh đó là mình dựa trên thứ hai nữa, đó là nội soi thực quản nè. Nội soi khi nào mà mình cảm thấy mình ăn không được á, ăn uống khó, nuốt khó đó, thì bác sĩ sẽ kiểm tra ra cho mình, các bác sẽ kiểm tra ra nội soi cho mình có bị không. Thì thông thường nếu như mà điều trị Tây y được thì bác sĩ sẽ làm phần này, còn tại vì mình đã không còn điều trị Tây y nữa thì mình phải tự theo dõi, thì bác sĩ sẽ kiểm tra những cái này để dựa trên những cái này mà mình áp dụng ăn uống cho đúng. Rồi thì bây giờ dựa trên xét nghiệm máu là xét nghiệm máu cái gì, kể cả những dạng này luôn nha, ung thư phổi nè, ung thư trực tràng nè, ung thư gan nè, buồng trứng, tử cung, sắc rơm gì đó, là cái đầu tiên là công thức máu, xét nghiệm máu nha. Cái xét nghiệm máu nè là công thức máu,
Công thức máu cho mình biết là mình có đủ máu hay thiếu máu. Đủ máu hay thiếu máu. Đó. Đủ máu hay là thiếu máu. Trong trường hợp đủ máu thì mình sẽ ăn đa dạng. Ăn đa dạng. Ăn đa dạng là sao? Là những trong tháp dinh dưỡng nè, nó có thứ gì thì mình ăn thứ đó ha. Riêng trường hợp ví dụ như những người mà có tiểu đường hoặc là cao huyết áp hoặc là huyết áp thấp á, đó, thì thầy Tiến với thầy Quý sẽ dặn cho mình thêm là loại này ăn, loại kia ăn. Còn nếu như trường hợp mà không có bị á, mình không có bị á, thì mình đừng tập trung một món một mà mình ăn đa dạng giùm thầy. Hôm nay ăn rau này, mai ăn rau kia, mốt ăn rau nọ. Tại vì mỗi nhóm rau á, nhóm rau xanh trái cây á, nó sẽ có những cái chất khác nhau mà mình rất là cần sự đa dạng. Thì nếu mà mình đủ máu nha, đi xét nghiệm máu nè, công thức máu nè, là mình đi kiểm tra ra đủ máu thì mình ăn đa dạng. Còn trường hợp mình thiếu máu á, thì mình sẽ ăn những loại thực phẩm bổ máu. Đó. Thì trong trường hợp thiếu máu thì các bác sĩ sẽ cho mình uống thuốc sắt. Đó, uống thuốc sắt. Cái viên thuốc sắt á, viên thuốc sắt là bổ sung vô. Nhưng mà không phải tự mình uống nha, phải do bác sĩ chỉ định. Đó. Bên cạnh việc uống thuốc sắt nè, mình phải ăn những thực phẩm bổ máu. Thực phẩm bổ máu là trong đâu? Trong cà rốt nè. Cà rốt nè, củ dền nè, rau dền, rau mồng tơi, rau xà lách son, bông cải xanh, bí đỏ. Đó là những nhóm thực phẩm nó bổ máu á. Và đậu đỏ, đậu đen xanh lòng là những cái loại đó là bổ máu đó. Ví dụ như mình đi khám kiểm tra cái công thức máu nè, tất cả những bệnh nè, phổi nè, thực quản nè, trực tràng nè, gan nè, thì mình coi cái công thức máu của mình coi có đủ máu hay không. Đi xét nghiệm máu á, kiểm tra coi có đủ máu không. Đủ máu thì ăn đa dạng. Còn như mình thiếu máu thì mình phải ăn những loại bổ máu. Còn nếu như ai không biết cái loại bổ máu nào á, thì mình có thể mình hỏi các thầy những loại nào bổ máu thì ăn thêm. Còn bác sĩ sẽ kê cho mình cái to là bổ sung thuốc sắt. Thuốc sắt cho bệnh nhân đó. Đó. Ha. Nhớ ha. Rồi đây là công thức máu nha. Rồi sẵn tiện thì nói thêm cái công thức máu luôn. Trong công thức máu á, đây là hồng cầu nè. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. À, trong cái xét nghiệm công thức máu nó có bao gồm 3 thứ quan trọng là hồng cầu nè, để xác định coi mình có thiếu máu không, về số lượng, về chất lượng, về thể tích. Hồng cầu đơn nhân gì đó, đại khái vậy. Còn bạch cầu nè, bạch cầu là cho mình biết cái hệ miễn dịch của mình á, mình cái khả năng chống bệnh của mình á, nó tốt hay là nó không tốt. Ví dụ như bạch cầu thấp, cái lượng bạch cầu của mình bị thấp á, bạch cầu mà bị thấp á thì mình tăng những cái vitamin C lên nè, thấp cao đó. Bạch cầu cao thì cái loại bạch cầu đó bị gì, ví dụ như bị viêm, tình trạng bị viêm. Nếu mà viêm đó, nếu mình bạch cầu của mình bị tăng cao là do viêm nè, ung thư thì đương nhiên những cái dạng này nè vẫn có những trường hợp bạch cầu nó tăng cao, hoặc là tình trạng bị viêm, hoặc là bị dị ứng gì đó, dị ứng, hoặc là mình bị dung sáng, dung sáng. À, nếu mà dung sáng thì bác sĩ sẽ cho đi khám kiểm tra coi có mình mắc bệnh dung sáng hay không, thì mình cho mình uống thuốc dung sáng, sổ lãi gì đó. Dị ứng cũng vậy, viêm cũng vậy, bác sĩ sẽ cho ví dụ như cho thuốc kháng sinh. Khi mà mình uống kháng sinh á, đây là cái to của bác sĩ nha. Đi khám bệnh viện khám, bác sĩ thấy mình bạch cầu cao, bác sĩ cho mình các loại thuốc kháng sinh kèm theo chống lại bệnh viêm nè.
rồi phù nề gì đó, thì mình uống cái thuốc đó, phải cố gắng nhớ nè, mình áp dụng cái thuốc ở đây nè, cách ra 2 tiếng nha, 2 giờ mình uống thuốc tây, là mình phải cách cái thời gian uống thuốc tây đó với thuốc thảo dược ra 2 tiếng, đừng có uống trùng nha. Mình nhớ là không được uống trùng, phải uống cách ra 2 tiếng. Và cái sử dụng cái thuốc tây á, các loại thuốc tây á, thuốc tây thì mình phải sử dụng với cái loại nước á có mức độ pH là từ 7.5 tới 8.0 thôi. Đây là uống thuốc tây nè, sử dụng thuốc uống này. Vì nếu mà mình sử dụng thuốc tây nè, mà mình sử dụng cái pH á, nước á, nước kèm ở đây nè, ví dụ vậy là 8.5 tới 9.5 hoặc là cao hơn hay gì 10 chấm hay gì đó, đó là nó sẽ dẫn đến hiện tượng kết tủa cái thuốc đó, cái tủa thuốc đó nó không có sử dụng được nha. Mình sử dụng thuốc này, nước này nó có trong nước Lavi đó, Lavi hoặc là nước tinh khiết, nước tinh khiết nước lọc mình sử dụng, mình mua nước bình mình uống á, mình uống nước đó chứ đừng có uống với nước này nha. Đó, còn trường hợp bạch cầu mà bị thấp đi, ví dụ như bạch cầu nè, chỉ số bạch cầu cho phép từ 3.5 cho tới 9.5 à, mà bạch cầu ví dụ như có những trường hợp bệnh nhân ung thư máu đi, hoặc là những trường hợp bệnh bị suy yếu hệ miễn dịch đi, nó có 2 thôi à, bạch cầu có 2 thôi. Bạch cầu này đi ra đường thì rất dễ bị bệnh, thì sao, thì mình tăng cái vitamin C lên, ăn nhiều vitamin C. Nó có trong trái cây đó, mình chỉ cần mình ăn cái trái cây nhiều lên. Mà ví dụ như mình huyết áp thấp thì mình không được ăn cái loại đồ chua nha. Ví dụ như cái huyết áp của mình nó có 90 thôi, 90-60 đó, tâm thu 90, tâm trương 60 đó, thì mình không có được ăn cái loại đồ chua, mà mình ăn các loại đồ trái cây ngọt. Còn nếu như mình bị tiểu đường đi, ngược lại tiểu đường đi, thì những cái loại trái cây ngọt thì hạn chế lại, ăn những cái loại nào nó ít ngọt á. Đó là cái cách mà mình coi bạch cầu, hồng cầu nè. Thể hồng cầu, nếu mà hồng cầu mà mình bị thiếu hồng cầu thì bác sĩ sẽ cho uống thuốc sắt vô đó, rồi mình ăn những cái loại bổ máu. Còn nếu như hồng cầu mình đủ là mình ăn đa dạng tự do. Còn bạch cầu cao thì bác sĩ sẽ cho sử dụng kháng sinh kèm theo đó, trong những trường hợp này nè, bác sĩ sẽ cho thuốc. Bác sĩ tây y á ra đơn đo thuốc cho mình, thì khi mình uống á, thì những loại này nè mình ăn thì bình thường, ăn trong cái thời điểm uống thuốc, nhưng mà đừng ăn đồ chua thôi. Uống kháng sinh này, uống thuốc này thuốc kia, đừng ăn đồ chua, đừng ăn trái cây chua nữa, nó giả thuốc. Còn cái thuốc thảo dược ở đây á là mình cách cái thuốc tây ra 2 tiếng đó. Còn trường hợp mà bạch cầu mà bị thấp thì mình ăn vitamin C vô, trái cây nhiều vô, nó có lượng vitamin C cao. Còn trường hợp tiểu cầu đi, tiểu cầu thì thường những bệnh ung thư máu á, bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu á, mắc bệnh ung thư máu thì cái tiểu cầu á hay bị thấp. Cái hiện tượng mà tiểu cầu thấp á, đó, ví dụ như tiểu cầu cơ bản á, mà nó xuống chừng cỡ 50 hoặc là 40 gì đó, đó tiểu cầu, thì cái số lượng tiểu cầu này thấp nè, thì ở đây các thầy thường sử dụng cái bộ công anh cho bệnh nhân uống, nhưng mà không phải tự ý mình về nhà mình uống đó nha, cứ hỏi ý kiến các thầy mình sử dụng cái loại nào. Thì thường những cái triệu chứng của cái tiểu cầu mà nó bị tuột á, hay nó bị chảy máu chân răng, những bệnh nhân ung thư máu á, chảy máu chân răng nè, hoặc là xuất huyết ra da nó có những lớm á, thì khi mà trong tình trạng tiểu cầu thấp á, thì mình đừng có lấy cái bàn chải mình đánh nha, đánh sạc á là nó sẽ chảy máu chân răng hoài nó không cầm được đó. Cho nên tiểu cầu thấp á, hạn chế đánh răng mạnh bằng bàn chải, mình xúc miệng bằng muối bình thường thôi, xúc lấy cái ly nước ấm á, pha miếng chút nước muối ngậm xúc rồi sạc, đánh răng thì đánh nhẹ nhẹ thôi, để nếu mà nó chảy máu chân răng, nó chảy hoài luôn là nó sẽ mất máu của mình
đó. Cho nên lượng bạch cầu thấp á, thì thường các thầy sẽ cho sử dụng cái bồ công anh, công anh cộng với khóm nè, đó, bồ công anh với khóm để cái lượng bạch cầu nó ổn định. Nó còn thứ nữa là dông ghiền đỏ, ghiền đỏ đó. Nếu như có điều kiện á, sử dụng thêm cái dòng viền đỏ nữa thì tốt. Còn cái chế độ ăn của mình á, riêng về tiểu cầu, hãy mà tiểu cầu thấp nó kèm theo hồng cầu thấp nè, cái này đi xuống nè, tiểu cầu thấp nè thì hồng cầu nó sẽ thấp theo. Tiểu cầu thấp, hồng cầu thấp thì mình phải ăn các loại bổ máu, bổ máu cũng tháp dinh dưỡng này áp dụng chung hết, nhưng mà riêng tiểu cầu bị thấp thì mình phải chú ý tới cái hồng cầu nó có thấp không. Nếu nó thấp nữa thì lúc nào cũng phải nằm trong tình trạng là phải bổ máu đó, ăn uống thực phẩm bổ máu đó. Chứ không ăn bổ máu là mình mất máu, mất máu là mình mệt. Ví dụ như ở bệnh viện Tây Y đi điều trị cho mình đi, điều trị bằng thuốc rồi sau đó truyền máu, truyền máu hoặc là truyền tiểu cầu gạn lọc, ví dụ như thiếu nè, thiếu thấp quá nó xuống còn có 5 thôi. Đây là những bệnh nhân mà ung thư máu biết nè, truyền máu mà nó, ví dụ như truyền máu nè hoặc là truyền tiểu cầu gạn lọc. Tiểu cầu gạn lọc là cái đó nó tách ra cái công thức máu ra rồi, nó chỉ có lấy tiểu cầu thôi, truyền cái tiểu cầu vô để tăng tiểu cầu lên. Mà tiểu cầu tăng lên á thì không mất máu, tại vì khi mà cái tiểu cầu thấp á, nó tụt xuống thấp á, nó giống như cái rổ vậy đó. Những cái hạt hồng cầu nó sẽ lọt qua cái rổ đó, nó xuất huyết ra khỏi cái hệ thống máu, nó chảy ra ngoài, nó xuất huyết ra da. Còn cái hồng cầu bình thường, cái tiểu cầu bình thường á thì nó giữ được cái hồng cầu trong máu nè, nó không bị tụt. Cho nên là bác sĩ sẽ sử dụng cái phương pháp là truyền máu, truyền tiểu cầu vô. Thì ở đây cũng vậy, ví dụ như bệnh nhân các thầy theo dõi mà thấy có những biểu hiện hiện tượng lạ gì đó báo các thầy biết, thì lúc đó các thầy sẽ phối hợp với ở bệnh viện đó, mình sẽ đi lên trên đó hoặc là bản thân bệnh nhân tự đi lên trên đó kiểm tra xét nghiệm máu coi có thiếu không, thiếu thì phải truyền vô. Tại cái này là cấp tính nè, không thể xử lý, không thể không xử lý được. Tại mình đi học cổ truyền, trong trường hợp là ví dụ như sử dụng bình thường mình sử dụng những cái loại này, bồ công anh rồi khóm trong viền đỏ thì để chữa cái bệnh đó, hỗ trợ bệnh đó. Nhưng mà khi mà mình thiếu máu nhiều quá thì bác sĩ sẽ can thiệp. Tại vì nếu như mà mình để đây mà mình không cho bệnh nhân đi kiểm tra liền á thì đâu biết thiếu máu nhiều ít. Thì nếu thiếu máu nhiều thì phải truyền, truyền đặng tập trung truyền cho đủ máu rồi trở về điều trị tiếp vậy đó. Bắt buộc phải có cái này ha. Cho nên về cái thầy chút ha. Bây giờ tôi vô đây cũng được hơn 2 tuần. Dạ. Nó sử dụng ra đăng ký. Rồi cảm ơn bác. Dạ. Rồi bây giờ nè, bác vô đây 2 tuần, 2 tuần, 2 tuần mà sụp hết 3 ký. Rồi bây giờ có ai vô đây mà lên ký không? Bệnh nhân có ai vô đây mà lên ký không? Hả? Đây. Thưa thầy là có lên ký khoảng 3 ký sau cái giai đoạn đầu khoảng 2 tuần đấy. Rồi. Cái bệnh nó nặng ra nó lại không tốt. Nhưng mà đâu đây nó có thể nặng rồi thì nó lại phải đến từ cái nó không được 2 tuần đầu lên là lên được khoảng 3 ký. Đấy, nhưng mà giờ nó xuống lại nó trời, nó ổn định chưa? Nó còn tụt không đó không? Dạ. 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 Rồi cảm ơn anh nha. Rồi ở đây là có ai chữa trên 1 tháng với 2 tháng chưa? Đầu giờ tay lên. Cái mạnh dạng đi, đây toàn trong nhà không à? Hơn 2 tháng. Chị. Mấy tháng rồi? Lâu rồi. Thôi giờ thì nói chung ha. Bây giờ nè. Bây giờ ở nhà bác có xuống ký không? Lúc mà từ hồi lúc như bình thường xuống đây ăn cháo xuống 2-3 ký. Rồi rồi nè, đây nè, để thầy nói ha. Bây giờ ở nhà đó mình ăn thịt, ăn cá bình thường thì cái chỉ số khối cơ mình ổn định,
Nhưng mà khi mà mình ăn cái chế độ ăn của mình á, mình ăn cháo mà mình ăn rau xanh trái cây, nhưng mà mình không ăn các loại đạm, ví dụ như đạm thực vật ha, là mình không có giữ được cái chỉ số khối cơ, nó vẫn có thể nó tuột xuống ha. Bây giờ nè, ở nhà là mình có sử dụng đạm động vật nè đó. Cái đạm động vật á, nó giúp cho mình ổn định cái chỉ số cơ thể, kể cả đạm thực vật cũng vậy luôn. Ví dụ như những người mà người ta ăn chay đó, ăn chay trường đó, hoặc là ăn cái chế độ thực dưỡng á, thì cái đạm thực vật nè, kể cả những người về chế độ dinh dưỡng á, mà người ta ăn đạm thực vật mà ta ăn quen rồi đó, thì cái chỉ số cái khối cơ á, nó ổn định số ký đó. Ăn đạm động vật cũng vậy, ví dụ như mình ăn nhiều thì cái chỉ số khối cơ của mình nó tăng lên, nó dẫn đến trạng mập. Đạm thực vật vậy, ăn nhiều quá nó cũng sẽ mập, nhưng mà mình ăn trong lượng trung bình á, thì sẽ ổn định nè. Nhưng trường hợp bác bị, nhưng mà sức khỏe thấy khỏe bình thường đúng không, có hai trường hợp nè, nó xuống ký có hai trường hợp. Một là do bệnh lý đó, bệnh lý nên làm cho sức khỏe mình đi xuống, nó mất chỉ số khối cơ. Còn cái thứ hai là do cái nguồn đạm động vật nè, đạm động vật bác không ăn nữa, mà cái đạm thực vật bác lại ăn ít. Không biết thứ nhà nào làm ăn được, thứ nào không. Dạ. Rồi đó cái vấn đề nằm ở chỗ đó đó bác. Bây giờ đạm thực vật nè, mà mình biết là mình phải bổ sung đúng không? Bây giờ mình vô đây mình biết là mình không ăn. Tại sao mình không ăn? Tại vì nó có tính axit. Đó, nó là axit. Ở Tây Y á, cho bệnh nhân ăn cái này là tại vì đang điều trị vô hóa chất, phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, thì bắt buộc bệnh nhân phải ăn để có sức. Chứ không ăn là không thể phẫu thuật được, không xạ trị được, không hóa trị được. Cho nên bác sĩ đề nghị mình ăn. Nhưng bản thân cái đạm động vật nó có tính axit á, nó có chất glutamine nè, nuôi tế bào ung thư nè, có casein nè, đó, casein nuôi tế bào ung thư nè, thì mình không có ăn. Nhưng bên cạnh không có ăn đó là mình thiếu nguồn đạm ngay. Nên bác sĩ thường hay nói á, cô ơi, bác đang bị thiếu chất đó, thiếu chất. Bác sĩ la liền, bác sĩ la mình liền. Là tại sao? Tại vì mình không có cái nguồn đạm này nè để mình ăn bù lại. Cái nguồn đạm thực vật này nè, nó sẽ khác với đạm động vật về công thức. Hai cái chữ này nè, đạm động vật và đạm thực vật, nó khác nhau, nó khác nhau. Mình ăn đạm động vật, đặc biệt là mình thấy rõ là những cái bác thợ hồ á, hoặc là làm việc ngoài trời ngoài đồng á, bác nông dân, thợ hồ đồ các thứ đó, những ngành nghề đó đó, làm việc ngoài đồng, ngoài nắng nhiều mình mệt, là mình ăn cái này mình thấy mình khỏe nè, mà ăn cái này không, cảm giác nó không khỏe bằng. Lý do là tại vì cái công thức cái này nè, nó khác với cái đạm động vật. Mình ăn một chút này vô mình thấy mình khỏe lắm, nhưng cái này mình phải ăn đa dạng mới được. Ăn đa dạng, tại vì cái đa dạng đó nó lấy từ một chút của cái loại đạm này, một chút cái đạm kia, đạm nọ, nó ráp lại nó thành cái công thức, cái protein của mình. Protein của mình. Còn cái này nè, nó ráp lẹ lắm. Chỉ cần ăn chút thịt, chút cá là nó ráp lại cái công thức của mình nhanh. Còn cái này nó ráp chậm, lâu hơn. Thì nó khác biệt nhiều lắm. Cho nên nó đòi hỏi mình phải ăn đa dạng. Đó, thì bác cái chỗ này nè, nằm chỗ này nè, vì bác bỏ cái này mà bác cũng không dám ăn cái này vì sợ không biết cái loại nào được, loại nào không. Đó, thì chung hết, mà tất cả bệnh nhân ở đây đều có cái điểm chung là sợ quá không dám ăn luôn. Mình sợ bệnh quá mình không dám đụng tới cái gì luôn, sợ cái này nó làm phát triển ung thư, sợ kia phát triển ung thư, rồi mình không dám ăn. Không dám ăn, không ăn được là nó khác với không dám ăn nha. Ví dụ như mình ăn vô, mình muốn ăn, mình ăn được đó, nhưng mà ăn vô nó không tiêu, đó là không ăn được. Còn cái này là do cái mình suy nghĩ là mình sợ lo lắng quá. Thì cái đạm thực vật này nè,
nó có nằm trong các loại đậu, các loại hạt và một ít trong là các loại nấm. Nấm nó cũng có một ít cái đạm. Đậu, đậu que, đậu bún, đậu cô ve, đậu rồng, đậu bắp, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu nành, đậu trắng, đậu đen xanh lòng, đậu phộng, hạt, hạt điều, hạt sen, hạt ốc chó, hạt chia, đó, hạt bí, đó, nấm nè, nấm đông cô, nấm bào ngư, nấm kim châm, đó, nấm mèo, nấm tiết, à, nấm đùi gà đó. Làm sao mà bác phải áp dụng những cái loại này nè? Được. Đó, cái chỗ đó sợ. Sợ. Bỏ sợ nha, đừng sợ. Những cái loại thực vật á là mình phải ăn mạnh lên, ăn đa dạng. Tại vì nếu không ăn đa dạng là mình thối thiếu nguồn đạm ngay. Bị thiếu nguồn đạm. Thiếu nguồn đạm là dẫn đến thiếu chất nè. Bác sĩ kêu, bác sĩ đi mà thấy mình không ăn thịt mà bản thân mình ăn loại này ít nữa là bác sĩ nói thiếu chất ngay. Nhìn chung là vậy á, hễ mà mình ngưng ăn cái này một cái là mình ngưng ăn cái này luôn là mình thiếu chất. Mình chỉ ăn rau xanh không, mình ăn tinh bột không, nó thiếu đi mất cái nguồn đạm của mình. Đây là cái tầng thứ ba nè. Có nha, tại vì trong tháp dinh dưỡng là có đó. Rau xanh trái cây nè, tinh bột có nè, đạm thực vật có nè. Thực phẩm bổ sung là các loại rau gia vị đó và các đường, muối, khoáng đó. Là cái nào mình cũng có hết. Mình coi cái tháp dinh dưỡng mình tham khảo mình ăn. Thì cái đậu cũng vậy. Đậu, hạt nè, nấm nè. Đó, là làm sao mình phải có đó. Bây giờ bác muốn lên ký lại. Bây giờ bệnh lý là không có nè. Ví dụ như cái bệnh lý của bác nó ảnh hưởng là có một phần thôi, nhưng mà do cái chế độ ăn của bác nó làm bác xuống ký đó, thì bác phải áp dụng cái đạm thực vật tăng lên. Bây giờ là những cái này nè, bây giờ làm sao đó. Bây giờ ví dụ như bác hầm đậu, bác về nhà bác hầm đậu đi đó. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là thêm cái nữa là sữa hạt, các loại sữa hạt, hạt ngũ cốc á. Đúng rồi, nó đó ngũ cốc là hạt, sữa hạt đó, sữa hạt, sữa ngũ cốc. À, ví dụ như hạt ốc chó, hạt hạt này hạt kia, rồi đậu nành, bắp. Ví dụ như nếu có điều kiện ở đây, bệnh nhân có điều kiện mình mua cái máy làm sữa hạt á, cái máy làm sữa hạt, và mình mua tất cả các loại hạt đó mình bỏ vô mình nấu xay ra. Cái sữa hạt, sữa còn nguyên hạt, nó còn cái lớp vỏ nha, bên cạnh nó có chất dinh dưỡng, dinh dưỡng nè, đạm thực vật nè, nó có chất dinh dưỡng trong các loại hạt đó. Thì bên cạnh đó nó còn các cái vỏ, nó có chất chống oxy hóa nữa, chất chống oxy hóa. Cái chất chống oxy hóa này là nó sẽ khống chế cái bệnh ung thư. Cái bệnh ung thư đó, nó sẽ tạo ra gốc tự do, chất chống oxy hóa nó sẽ ngăn ngừa cái gốc tự do đó phát huy đó. Thì bản thân bệnh nhân cố gắng ăn uống cái loại sữa hạt đó và hầm đậu ăn. Còn ví dụ như mình muốn bổ sung thêm đi thì mình mua các loại sữa công thức á, sữa hộp á, sữa thực vật á, sữa thực vật. Thực vật nó có nhiều lắm, giờ nó có nhiều hãng, nhiều Amway, Herbalife rồi đó. Nhưng mà cái sữa thực vật á, cái điểm yếu của tất cả loại sữa thực vật nó là gì? Bản thân cái sữa thực vật á, nó có dinh dưỡng, nó là công thức dinh dưỡng hoàn chỉnh, nhưng sữa thực vật nó không có chất chống oxy hóa. Tại vì khi mà cái hạt á, bác cái nhà máy người ta bắt đầu ta giả nhuyễn ra, làm nhuyễn cái hạt đó ra, thì cái hạt đó nó trở thành oxy hóa rồi, không để lâu được. Giống như bên nhà bác làm, ví dụ nhà có cái loại đậu xanh đi, bác giả ra thành bột, để chút xíu cái nó ngã màu đen là hư, không sử dụng là hư liền, đâu để lâu được, tại nó mất cái vỏ rồi. Cái vỏ là cái chất chống oxy hóa đó. Thì tất cả các loại sữa bột cũng vậy. Mình biết rẻ tiền, mắc tiền như thế nào. Cái điều quan trọng á là nó đều có dinh dưỡng hết, nhưng mà nó mất đi cái chất chống oxy hóa của nó. Cho nên là mình phải
phải ăn cái này nè, ăn những loại hầm nè, sữa hạt nè, ưu tiên. Còn nào mà mình thấy uống ăn như vậy là không đủ á, mình bổ sung cái sữa thực vật vô đó, sữa Herbalife em quay gì đó, sữa Fukudan gì đó, đó đại khái là như vậy để mình bổ sung được cái dinh dưỡng. Nhưng mà để có chất chống oxy hóa là mình phải hầm đậu hoặc là uống sữa hạt, hoặc là xào đậu, kho đậu que, đậu bún, đậu rồng mình kho lên mình ăn chung với cháo. Nhớ nha, bây giờ bác nhớ bác phải tăng cái lượng đạm thực vật lên, đừng sợ nữa nha. Thưa thầy, muốn hỏi một chút ạ. Dạ. Thưa thầy, vậy con muốn nấu cháo cho bệnh nhân xong là muốn mua ít hạt sen là nấu chung với cháo có được không? Rồi, thầy cảm ơn câu hỏi rất hay nha. Câu hỏi rất là hay, cái câu này thường hay mắc phải chung nè. Tất cả các bệnh nhân nè, ở đây á, cái phương pháp nấu cháo nano á, cháo nano đó, là mình nấu với nồi áp suất, nấu bằng nồi áp suất đó, ở nhiệt độ cao nè, nhiệt độ cao, áp suất cao đó. Cái cháo nano nấu ở nhiệt độ cao, áp suất cao. Thì bây giờ mình bản thân cái cháo này là nấu một mình nó thôi, nấu với gạo lứt, tím than đó. Cháo nano thì mình nấu bằng cái gạo lứt tím than, đây là phương pháp của Trà Tường nha. Thì bản thân nó là khi nấu á, mình nấu một mình nó thôi, tôi đừng có bỏ gì vô hết, đừng có bỏ hạt này hạt kia, hạt gì đó vân vân, là đừng bỏ vô. Tại sao? Tại vì ở nhiệt độ cao nè, ở áp suất cao nè, nếu cô bỏ những cái này nè, hoặc là bỏ muối, bỏ đường, bỏ gì vô, bỏ vô chung, nó sẽ phản ứng hóa học với nhau, nó sinh ra những cái chất khác nhau. Còn nếu như ngược lại á, cô nấu những cái này nè, những cái loại hạt nè, cô nấu riêng đi, nấu riêng hạt, nấu riêng đó. Khi mà cô nấu hạt riêng á, thì cái hạt này cô nấu ở nhiệt độ thấp, hoặc là cô nấu ở cái nhiệt độ cao của loại áp suất luôn, nhưng mà cô nấu riêng ra, không có nấu chung. Nhưng khi cô ăn á, là cô bỏ chung, cô trộn lại. Thì lúc cô trộn lại á, là lúc đó là cô đã lấy ra ngoài rồi, nó nguội rồi. Thì khi mà nó nguội, nó sẽ không phản ứng hóa học với cái cháo. Ăn chung được. Nấu riêng, ăn chung. Nấu riêng, ăn chung. Đó. Nhưng mà đừng nấu chung nha. Nấu chung là nó sẽ phản ứng, cái này nè, nó sẽ phản ứng hóa học với cái này, rồi nó sinh ra những cái chất khác nhau, thì nó sẽ làm giảm mất cái công dụng của phương pháp nấu cháo này. Cho nên là khi cô nấu cái này nấu riêng nè, rồi khi cô nấu hạt á, cô nấu bằng loại áp suất cũng được nữa, cô bỏ ra cái ấm bình thủy hay gì đó, cô để cho nó giữ nóng. Còn cái này nè, cô nấu riêng ra, cũng bỏ vô loại áp suất nấu luôn, ví dụ vậy. Mình tận dụng loại áp suất mình nấu hai lần, rồi cái khi cô nấu xong á, cô ăn chung, cô trộn chung lại. Kể cả khi mà nấu xong rồi, mình đừng có trộn liền, mà mình để ra hai cái bình, hai phích gì đó cho giữ nóng, rồi khi ăn á, mình để vô chung với nhau, như vậy là nó tốt nhất. Còn khi mà mình nấu cháo này, lưu ý nha, khi mà mình nấu cháo này bằng nồi áp suất nè, là đừng để cho nó xì hơi, quan trọng nha, không được xì hơi. Ở trên cái nút á, cái nút nồi cháo á, nó có một cái nút van á, mà nó mình đang nấu cái tự nhiên nó xì ra, là mình phải đóng cái van nó lại. Nó chỉ được xì khi nào mà nó đã nấu rồi á, nấu xong rồi nó xả ra từ từ, sau 30 phút nấu á, nó sẽ xả cái đó ra thì được. Còn trong thời gian mà nấu 30 phút nè, là nó xì hơi là không được, tại vì cái hơi đó chính là cái thành phần mà mình cần. Cái phương pháp mà gạo á, nấu cơm, nấu bún, phở, hủ tiếu, nấu cháo là mình dinh dưỡng mình ăn bình thường, nhưng mà gạo nó còn làm một nhiệm vụ khác là nấu rượu đó. Mà rượu này là thuốc nè, ở nhiệt độ cao, áp suất cao, rượu nó trở thành thuốc á, bông gân trật khớp mình sử dụng thuốc rượu, hoặc là mình sử dụng các loại
trái chuối nè, ngâm rượu chuối nè, chuối hộp nè, hoặc là rượu nhào nè, trái nhào nè đó, thì mình sử dụng cái đó đó với mục đích là thuốc. Thì cái gạo nè, mà nếu đem nấu bằng nồi áp suất nhiệt độ cao, áp suất cao, thì cái thành phần hơi nước của nó đó nó rất là tốt cho cơ thể. Cho nên là bệnh nhân cố gắng là mình đừng để xì hơi trong thời gian nấu đó. Rồi sau khi mà mình nấu xong á là mình giữ ở cái chế độ là hâm nóng thôi, chiếc warm thôi, cứ cắm điện để đó là tự động ấm hoài. Mình ăn trong vòng 24 tiếng đồng hồ, 24 giờ mình đừng có tiếc nha. Ví dụ như qua khỏi khung giờ 24 tiếng đồng hồ á là mình thấy mình còn ăn được, nhưng mà chưa được có ăn như vậy, mình nấu cái nồi mới, hoặc là ngày hôm sau mình nấu ít lại, mình nấu ngày hôm sau mình nấu lại cái mới đó. Còn trong vòng 24 tiếng đồng hồ á là mình ăn trong khoảng thời gian đó thôi, nhưng mà mình đừng có bật nấu lại nha. Có nhiều trường hợp thì thấy á, là nấu 30 phút xong cái mình dặn thêm nút nữa, mình khi mình dặn thêm nút là nó bắt đầu nó tăng nhiệt độ, tăng áp suất lên, nó nấu lại lần nữa nó sẽ hư cái loại cháo của mình đi. Chứ cháo nó chỉ được nấu trong 30 phút thôi, còn lại là ở cái độ keep warm là giữ nhiệt nóng là được. Cho nên là lưu ý giùm thầy cái này ha. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa không, cứ hỏi đi. Sao bác? Ngoài em cháu ra con có cái loại sữa hạt chống ung thư. Ừ. Cái loại sữa hạt là loại nào bác? Cái loại đề họ đề là chống ung thư. Không, cái coi cái thành phần công thức ấy. Nếu mà loại sữa hạt mà có cái thành phần công thức cộng thêm cái sữa tươi á, sữa bò đó là không được, hoặc đạm quay á. Nè. Trong cái loại sữa nha, bây giờ mình không biết cái sữa đó là như thế nào. Ví dụ như giờ mình coi cái loại sữa đó ha. Cái loại sữa đó. Cái hộp sữa đó mà nó có cái bột nè. Bột quay. Đó, cái thành phần công thức á, nó có cái này là không sử dụng được nè. Hoặc là nó có nguồn gốc từ sữa bò, sữa tươi, sữa bò, dê đó, là mình không sử dụng được. Còn hoàn toàn là thân thực vật 100% là sử dụng được. Hoặc là mình sử dụng cái fucudan á. Fucudan nè. Hoặc là cucumin nè. Đây nè, cái chỗ chữ chống ung thư là chỗ này nè bác. Fucudan nè, cucumin nè là những cái hợp chất chống lại căn bệnh ung thư. Trong rau xanh, trái cây nó cũng có tính kiềm và nó có những cái hợp chất chống ung thư. Mà cái trong cái loại sữa đó, ví dụ như có cái fucudan nè, cucumin nè đó, thì có thể uống để hỗ trợ thêm. Thì nó có hai thành phần này nữa nè à, nhưng mà cẩn thận nha, cái nào mà nó có đạm quay không được, sữa tươi không được. Nó có chất chống ung thư nè, nhưng bù lại nó có những cái này nó phát triển ung thư nè. Thì ví dụ như người bình thường uống thì cái đó thì không nói, nhưng mà mình mắc bệnh ung thư á thì mình kỹ một chút. Tại vì mình có những giải pháp thay thế mà. Ví dụ như giờ mình sợ là mình thiếu chất thì mình phải có những loại thực về thành phần đạm thực vật nè để thay thế liền, thay thế cho đạm động vật. Thì những cái loại thường chay nè, thường thực vật là 100% nè, fucudan, cucumin gì uống phụ thêm. Nhưng mà nhớ nha, quan trọng vẫn là cái tự nhiên là chỗ nào. Mình mua các loại đậu á, các loại hạt á, để mình trộn lại mình nấu. Thứ nhất là nó nhiều loại là đa dạng. Thứ hai là có chất chống oxy hóa, dễ hấp thu, chống oxy hóa, chất chống oxy hóa dễ hấp thu. Còn cái loại sữa này nè,
các loại sữa thường chai nè, nó chỉ tập trung một hoặc hai loại đạm thôi. Ví dụ như trong đó nó có đậu xanh, nó có đậu nành, nó có đậu phộng, nó có một hoặc năm, một tới năm hoặc là tới 10 loại đậu. Thì nó có 10 loại đó đó, mình uống hết ngày này tháng nọ là 10 loại đó, đậu đó mình ban đầu mình rất khỏe, nhưng mà thời gian sau mình dư đó, mình dư những cái loại nhóm đậu đó đó, nhưng mà lại thiếu những nhóm đậu khác. Cho nên là mình phải tự nhiên, mình có cái máy làm sữa hạt hoặc là cái nồi áp suất, mình tận dụng mình nấu loại đậu này đậu kia, hãy là đậu, gọi là đậu là đều là đạm đó, nó đều là đạm hết đó. Thì mình mua các loại đậu đó về, nay đậu này mai đậu kia mốt đậu nọ, đa dạng đó. Là mình đảm bảo được cái chỉ số hóa cơ của bác đó, là không có bị tụt về cái sức khỏe ha. Dạ, thì thường nói vậy nè bác. Trung bình á, ví dụ như những người bệnh nhân á đang ăn thịt ăn cá bình thường, nhưng mà ngưng ăn chuyển sang ăn đạm thực vật thì nó cũng sẽ mất cái cân bằng, nó ổn định một thời gian rồi sau đó mới ổn định lại. Nhưng khi ổn định lại đó, mà những cái loại này nè bác đảm bảo đủ á, thì bác vẫn khỏe lại như thường. Chế độ ăn mình ổn định cái gì cũng vậy. Ví dụ bác đang ăn này mà bác chuyển về ăn cái này, nó cũng vẫn bị rối loạn, ví dụ như khó tiêu hoặc là bị táo bón hay gì đó, hoặc đau bụng. Khi mình chuyển đổi chế độ ăn là mình sẽ, cái cơ thể mình sẽ xáo trộn lên liền. Cho nên phải có một thời gian ổn định lại. Mà bây giờ bác hiểu rồi nha. Bây giờ cái chế độ ăn của bác là bác đang bị thiếu đạm đó. Rồi, cứ hỏi đi. Muốn hỏi đó. Thưa thầy, ví dụ mình nấu cào lên chè các loại đậu ấy, mà mình cho đường tham khảo nào, ví dụ ăn chè thôi. Nấu đậu mà bỏ đường. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. 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 Cảm ơn cô nha. Bây giờ là mình nấu dạng chè ha. Nấu chè. Cái nấu chè từ các loại đậu nè. Đậu là đạm à. Rồi chè thì đương nhiên mình phải cộng thêm đường à. Đường thì mình sử dụng đường gì? Bây giờ tốt nhất á, là mình sử dụng đường phèn. Đường phèn, đường thốt nốt. Nốt đường mật hoa dừa, đường đen, và còn cái cuối cùng là đường cát vàng. Đường cát trắng không xài nha. Đường vàng thì nhớ nè, cái đường vàng á thì mình mua những cái loại đường mà nó có thương hiệu á. Chứ có những loại đường vàng á là người ta bỏ màu vô quậy lên cái nước vàng hè, nhưng mà nên tốt nhất là sử dụng đường phèn nè, đường đen nè, đường thốt nốt nè, đường mật hoa dừa, bốn loại đường này nè là ưu tiên. Nhưng mà với trường hợp nha, với trường hợp là cái người bệnh nhân đó là không bị tiểu đường, cái người mà bị tiểu đường á thì mình hạn chế lại huyết áp thấp nè. Cái loại này nè nó sẽ tốt cho bệnh nhân huyết áp thấp. Huyết áp thấp là tốt nè. Nhưng mà riêng cái nấu tất cả các loại hạt nha, hạt đậu đồ này kia nọ đó, thì mình nhớ nè, nó sẽ có một cái lượng tinh bột nhất định. Tinh bột mà nếu như cái hệ thống tiêu hóa mình kém á, ví dụ như trường hợp là bệnh ung thư dạ dày đi hoặc ung thư gan đi, mình ăn nhiều tinh bột vô mình thấy khó tiêu, hoặc là bụng mình đang bị chướng có dịch, mình ăn tinh bột vô nhiều là nó giữ lâu trong cơ thể là không được. Thì những trường hợp đó là mình chuyển qua thì lấy nước thôi, nấu bằng cái này đi, xong rồi lượt cái bỏ bớt đi, bỏ bớt tinh bột đi, lấy cái bỏ đi, lấy nước thôi đó, phần nước đó là mình uống. Thì bên cạnh vừa có cái nguồn đạm nè đó, và có thêm nguồn đường năng lượng nữa
Nhưng mà khi mình khỏe rồi thì mình giảm cái lượng đường xuống. Khi mà huyết áp không còn thấp á, huyết áp bình thường á, huyết áp bình thường đó, bình thường nè, mà mình thấy cái chế độ ăn của mình đường phèn, đường đen, đường này nè, nó nhiều rồi đó, là mình phải cắt giảm liền. Tại vì nếu mình không cắt giảm á, là cái lượng đường này nó dư trong người mình ha. Cái đường á, nó cũng làm, nó là một trong những nguyên nhân làm cho cái cơ thể mình nó lão quá nhanh. Đường nha, đường nó sẽ làm cho lão hóa nhanh. Nếu như mà nó dư thừa, nếu mà lượng đường trong cơ thể mà đường này là đường phèn, đường thốt nốt, đường đen, đường mọc khoai dừa, vẫn là đường tốt á, nhưng mà nó sẽ làm cho mình cũng lão hóa nhanh, với điều kiện mình dùng quá nhiều. Ngày xưa á, cái đường á, những cái loại đường á, là nó chỉ dành cho vua chúa thôi. Những vị vua của thế kỷ 16, 17 á, là chỉ dành vua chúa ăn thôi, chứ người dân mình không có được đụng tới đường đâu. Rồi từ từ sau này bắt đầu mình mới có cái loại đường nó sản xuất. Đại trà thì bắt đầu mình mới ăn, nhưng mà mình ăn nhiều á, ăn cái lượng vừa phải á, với huyết áp thấp nè, ăn vô thì khỏe đó. Người mà đang bị huyết áp thấp á, ăn vô cái lượng này nè, đậu nè, có đạm, hãy có đạm là mình khỏe, mà có đạm kèm theo những cái này nữa thì cơ thể mình thấy ổn định. Nhưng mà khi mà mình huyết áp bình thường rồi đó, thì mình duy trì cái nguồn đạm nhất định, cũng phải nấu như vậy đó, nhưng mà cái lượng đường mình giảm xuống ở cái ngưỡng nào đó cho phép thôi, đừng có sử dụng nhiều quá. Nhưng mà người huyết áp thấp thì phải sử dụng nhiều. Còn ví dụ như mình khó tiêu đúng không, mình khó tiêu trước những cái loại này nè, uống thêm nước gừng vô. Cái gừng nó làm cho cái bụng mình ấm lên và nó làm tăng cái huyết áp mình ổn định nè, thì mình uống vô. Còn người huyết áp cao á, huyết áp cao thì tránh cái này ra, tránh cái gừng ra. Huyết áp cao là mình nhức đầu đó, là mình tránh cái gừng ra. Còn huyết áp thấp á, thì uống thêm cái gừng vô đó, rồi cộng thêm những cái loại này nè đó, tăng cái lượng đường nhẹ lên chút để tăng huyết áp. Bên cạnh cái loại đường này nè, thì bây giờ đường trong trái cây là đường đơn nha, đường đơn. Cái đường trong trái cây là đường đơn, mà đường đơn thì nó sẽ dễ hấp thu hơn tất cả những cái loại đường mà đường tinh luyện là đường đa, còn đây là đường đơn, nó hấp thu dễ hơn, mình ăn vô cái khỏe liền. Ví dụ như mình bản thân mình duy trì về lâu về dài á, rau xanh trái cây thì những cái loại trái cây á mình ăn, cứ có là mình tận dụng mình ăn. Trong trường hợp mà mình bị huyết áp thấp thì ăn thêm trái cây ngọt vô. Còn trường hợp mà mình bị tiểu đường á, thì lượng trái cây ngọt giảm lại, ăn cái trái cây, những cái trái cây ít ngọt á. Rồi huyết áp thấp thì không được ăn chua nha, tránh trái cây chua. Mình bị thiếu máu cũng vậy. Ví dụ như mình xét nghiệm máu ra cái công thức máu là bạch cầu, là hồng cầu đó, mình bị thiếu máu. Những trường hợp mình bị thiếu máu á, thì mình tránh đồ chua ra. Mình càng ăn đồ chua nhiều cái mình mất máu, cái máu mình nó tụt xuống. Cho nên là cái khi mà trường hợp mà mình bị thiếu máu đó, mình ăn những loại bổ máu và mình ăn những loại trái cây ngọt vô. Huyết áp thấp ăn trái cây ngọt nè, còn ngược lại huyết áp cao thì lại ăn trái cây chua. Chua đó. Trường hợp huyết áp cao mà thường hay bệnh nhân hay bị tăng huyết áp á, mệt tối bắt đầu nhức đầu lên á, thì mình phải ở nhà mình phải thủ sẵn chanh nha, trái chanh muối với bưởi rồi đó, quýt, cam, để sẵn ở nhà đi. Trường hợp huyết áp cao á, mình ăn thường xuyên trong ngày để huyết áp mình ổn định. Còn trường hợp huyết áp thấp á, thì những cái loại đồ chua như chanh, cam, quýt, cái trái có muối rồi đó, là mình đừng ăn nhiều tụt huyết áp. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Cứ hỏi nha, mạnh dạn, cứ tại vì đây là buổi sinh hoạt với nhau thì cứ hỏi. Thì
Rồi, được rồi. Cái vitamin B12 á, đây. Bây giờ là thiếu máu nè, thầy nói nè, em bôi giùm thầy đi. Bôi giùm. Bôi hết luôn. Bây giờ nè, thầy nói về trường hợp mình bị đang bị thiếu máu nha. Trường hợp mình bị ung thư máu nè, hoặc là những trường hợp mình đang bị trong tình trạng thiếu máu á, thì mình phải bổ sung sắt, axit folic và B12. Đây. Ví dụ như mình đi khám bệnh nha, mình đi xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu. Đó, mình đi xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu mình có công thức máu. Công thức máu đi. Công thức máu mình sẽ có hồng cầu. Có hemoglobin. Đó, hematocrit gì đó, đại khái vậy, nhưng mà hai cái này là quan trọng nhất nè. Hai cái hồng cầu. Đây là số lượng nha. Đây là số lượng hồng cầu. Còn cái hemoglobin á là chất lượng máu. Cái này là số lượng máu, cái này là chất lượng máu. Trong mỗi cái hồng cầu á, nó sẽ có những cái hạt nhỏ li ti gọi là hemoglobin. Mà hemoglobin đó nó có chức năng là nó làm cho cái màu máu đỏ của mình á. Còn nếu như thiếu cái này thì là cái màu máu đỏ của mình nó sẽ lợt hơn. Cho nên là hai cái này là chỉ số quan trọng của hồng cầu nè. Thì thường á, bác sĩ sẽ cho sắt, axit folic và B12. Đó. Cái B12 này nè, nó sẽ tăng cái khả năng hấp thu sắt lên. Và bản thân của những cái nhóm này nè là nó tăng cái bạch cầu lên. Xin lỗi, tăng cái hồng cầu lên. Bây giờ trường hợp mình đang bệnh thiếu máu. Mà giờ cái chế độ ăn của mình ăn đạm thực vật. Thì bây giờ nè, cái chế độ ăn của mình nè, mình sẽ ăn những loại nó sẽ bổ sung được vitamin B12 và sắt. Ví dụ như xà lách xoong, rau dền, tía tô, bông cải tím, cái vỏ của cà tím, bí đỏ. Đó. Còn hiện tại nó đang vô mùa Lekima đó, cố gắng nếu có Lekima thì tốt. Đậu đỏ, đậu đen. Trong cái rau dền mồng tơi nó sẽ có một lượng B12 nhất định. Và trong bí đỏ cũng có, trong đậu đỏ, đậu đen cũng có. Còn cái này nó không có nè, xà lách xoong không có B12. Nhưng mà bản thân xà lách xoong, rau dền, rau tía tô và những cái thực phẩm là có màu tím đó là nó sẽ có lượng hàm lượng chất sắt cao hơn. Cho nên là cái chế độ ăn của những bệnh nhân thiếu máu nè, cố gắng mình tăng cường cái bí đỏ lên ha. Hiện tại đang là có mùa Lekima đó, thì cố gắng ăn thêm Lekima để có B12 nha. Bông cải tím nè, vỏ cà tím nè đó, rồi tía tô nè, nó sẽ có một cái lượng sắt cao. Kể cả gạo lứt nữa, gạo lứt, tím than mình đang ăn á, nó là, bản thân nó có lượng sắt nhất định và bản thân nó cũng có một ít B12 nữa. Nhưng mà để bổ sung thêm á là mình ăn rau dền nè, mồng tơi nè, tía tô nè, đó là B12 nhiều, bí đỏ, đậu đen là bổ sung B12 đó. Cho nên là để cái công thức máu nè ổn định nè, hồng cầu và hemoglobin tăng lên. Đối với những bệnh nhân mà bị tụt hồng cầu, tụt hemoglobin hoặc là xuất huyết thì mình tập trung vào những loại bổ máu. Cà rốt cũng được nè, cà rốt nó có beta
carotene, beta carotene. Đây là cái tiền thân, tiền chất của cái vitamin A, vitamin A. Ví dụ như giờ mình thiếu vitamin A đi, bây giờ muốn bổ sung vitamin A, mình muốn viên thuốc vitamin A vô là nó bổ sung được. Nhưng mà mỗi ngày cái lượng vitamin A cơ thể nó hấp thu nhất định nè, nó không thể hấp thu nhiều. Ví dụ như mình uống vượt ngưỡng vitamin A của ngày hôm đó là tự động nó đào thải ra ngoài, nó bỏ đi. Nhưng cái cà rốt đó, nó có beta carotene, cái này dự trữ được, nó dự trữ trong người mình được. Cái này dự trữ không được nè. Thì ví dụ như giờ mình ăn cái cà rốt vô, cái khả năng hấp thu vitamin A nó giới hạn, thì cái này nè, nó sẽ dự trữ lại đó. Khi nào cơ thể thiếu, nó sẽ chuyển từ cái beta carotene thành vitamin A để cơ thể sử dụng. Thì một số trường hợp đó, ăn nhiều quá nó sẽ dẫn đến tình trạng bị vàng da đó. Thì cái lượng beta carotene nó dư trong người, nó dự trữ trong người thôi chứ không có gì hết. Khi nào mà cơ thể thiếu vitamin A nó lấy đó ra nó bù. Cho nên là bản thân bệnh nhân là vitamin A cần nè, sắt cần nè, acid folic cần, B12 cần nè, thì cố gắng ăn những loại này giùm. Thật ra như thế này nè, bản thân cái B12 á, cái B12 á, nó sẽ có trong những cái loại nhóm thực phẩm này nè, nó có. Khi mà mình ăn vào mà mình muốn nó hấp thu được á, thì bản thân mình phải ăn đa dạng các loại rau xanh. Rau xanh, khi mà mình ăn nhiều rau xanh á, cơ thể mình nó sẽ có một cái hệ thống gọi là hệ thống vi sinh vật trong đường ruột ha. Đây nè, nhớ nè, bản thân mình không tự tạo ra một số chất, mình phải ăn những loại thực phẩm nó mới tạo ra. Nhưng bên cạnh đó cái hệ thống đường ruột nè, ruột là bao gồm là ruột non, ruột già và phần trên là dạ dày, thực quản á, thì tất cả những cái hệ thống đó nó đều chứa một lượng vi sinh vật, vi khuẩn, loại khuẩn, hại khuẩn, vi khuẩn trung tính, lợi khuẩn, hại khuẩn và vi khuẩn trung tính. Ba loại này nó đều có trong đường ruột của mình nha. Cái nào nó cũng quan trọng hết. Nếu như mình thiếu một trong ba loại này, nó đều làm cho cái tình trạng là rối loạn tiêu hóa. Vậy thì để giữ cho không bị rối loạn tiêu hóa đó, thì cái lượng rau xanh trái cây nè, nó bên cạnh có vitamin, nó còn có chất xơ. Chất xơ, thì cái chất xơ này nè, bên cạnh nó việc nó làm cho cái vấn đề mình tiêu hóa tốt, mình đi cầu dễ, thì nó sẽ nuôi cái nhóm này nè, nhóm hệ vi sinh vật nè. Mà hệ vi sinh vật này nè khỏe mạnh là cái đường ruột mình khỏe mạnh. Cái đường ruột mình khỏe mạnh thì bản thân những cái vi sinh vật này nè, nó sẽ tiết ra những cái chất để hấp thu được B12. Bản thân B12 đi vào cơ thể mình nó bất hoạt, nó không có thể nào mà hấp thu được. Nhưng hệ thống vi sinh vật mình á, nó sẽ tiết ra cái chất để nó hấp thu được. Cho nên mình đường ruột mình phải khỏe. Ví dụ như những cái chất dinh dưỡng đi vào cơ thể mà mình bị rối loạn tiêu hóa là nó không hấp thu được, tại vì hệ thống vi sinh vật đó, nó hoạt động kém. Tuy nhiên hệ thống vi sinh vật phải khỏe, cái hệ thống vi sinh vật khỏe, bản thân nó sẽ tiết ra những chất hóa học. Những chất hóa học đó nó sẽ kích hoạt được cái B12, hấp thu được B12 đưa vào cơ thể. Cho nên là để cho cái cơ thể mình á mà hấp thu được cái loại đó đó, thì cái hệ rau xanh, thống rau xanh trái cây này mình ăn, mình bổ sung được chất xơ nhiều vô, làm sao cái bụng mình á nó không có hiện tượng trào ngược dạ dày, hoặc là nó không dư axit, hoặc là nó không đau dạ dày, hoặc là không có triệu chứng gì về ổ bụng á, thì nó là tốt nhất. Thì khi mà tốt rồi đó, những cái chất dinh dưỡng nè đưa vào trong cơ thể, những cái bất hoạt á, nó sẽ được kích hoạt do hệ thống này nè. Rồi,
được chưa? Còn ai hỏi gì nữa không? Dạ hết rồi. Thôi vậy thôi ha. Hết rồi. Thì hôm nay thầy hướng dẫn cho mình tới đây thôi. Thì thời gian nó cũng có giới hạn đó. Rồi mình cứ khám bệnh bình thường đi. Rồi tới ngày thứ bảy thì dành thời gian buổi sáng thì nói chuyện thêm một chút nữa, hướng dẫn cho bệnh nhân mình thêm nhiều thứ. Những cái cơ bản thôi, thì chúng xung quanh những cái vấn đề mình ăn uống thôi chứ không có gì hết, để mình hiểu được, để trong quá trình điều trị và về nhà mình áp dụng theo.